Sáng ngày 17 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tìm thấy thi thể ông L. 45 tuổi. Ở xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị trong đống đổ nát từ căn nhà đổ sập của ông sau một đêm bị vùi lấp. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 10, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ bất ngờ sạt lở nghiêm trọng. Ngôi nhà ông L. bị đổ sập hoàn toàn, hai nhà khác bị hư hại. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông L. bị nhà đổ sập vùi lấp. Theo người dân tại địa phương, thời điểm trên có hai tiếng đổ rầm rất lớn, chạy ra thì thấy nhà ông Lở bị đổ sập xuống sát mép sông. Trong những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn khiến nước sông dâng cao, khi nước bắt đầu rút thì xảy ra sự việc. Dọc bờ sông, điểm sạt lở kéo dài tạo thành một bờ dốc thẳng đứng ăn sâu vào khu vực nhà người dân. Ngoài ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, những ngôi nhà xung quanh có nguy cơ đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị đã có mặt ngay sau đó và nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng với các lực lượng chức năng người dân địa phương tìm kiếm tung tích ông l